Kinh nghiệm chọn vật liệu xây dựng. Xin chào mọi người, em là Mai Dung, thành viên trong ngôi nhà GEC đây ạ. Như mọi người cũng biết, chọn vật liệu xây dựng đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng công trình. Hôm nay, mọi người hãy cùng em tìm hiểu về một số kinh nghiệm hữu ích để lựa chọn vật liệu xây dựng một cách hiệu quả. 1. Xi măng. Xi măng là vật liệu xây dựng quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của công trình. Khi chọn mua xi măng nên chú ý đến chọn các thương hiệu uy tín như Hà Tiên, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Xuân Thành, Vsem. Kiểm tra trọng lượng bao xi măng để tránh mua phải hàng kém chất lượng, đảm bảo xi măng không bị rút ruột hoặc ăn bớt. 2. Cát xây dựng. Cát xây dựng bao gồm cát xây, cát đúc và cát săn lấp. Kinh nghiệm chọn mua cát như sau. Kiểm tra độ sạch của cát bằng cách nắm một phốc cát và xem bụi bẩn bám trên tay. Kiểm tra hàm lượng bùn trong cát bằng cách thả cát vào bình thủy tinh. Cát sạch sẽ lẹ lăn xuống, bùn nổi lên, đảm bảo cát không bị nhiễm phèn hay nhiễm mặn. 3. Gạch. Khi chọn gạch xây dựng, nên lưu ý chọn gạch có kích thước đều, không bị méo, vênh. Kiểm tra chất lượng gạch bằng cách thả rơi gạch từ độ cao khoảng 1 mét. Gạch tốt sẽ không bị vỡ, đảm bảo gạch không bị nứt, vỡ trước khi mua. 4. Thép. Thép là vật liệu quan trọng trong xây dựng khung và kết cấu công trình. Khi mua thép cần chú ý chọn thép có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín. Kiểm tra bề mặt thép, đảm bảo không có vết nứt, rỉ sét. Tham khảo các ý kiến của kỹ sư xây dựng để chọn loại thép phù hợp với từng loại công trình. 5. Gỗ. Gỗ là vật liệu xây dựng phổ biến cho các công trình, nội thất. Kinh nghiệm chọn mua gỗ. Chọn gỗ có độ ẩm thấp, không bị cong, vênh, mối mọt. Kiểm tra nguồn gốc gỗ, chọn gỗ từ các nhà cung cấp uy tín. Sử dụng các loại gỗ đã qua xử lý để tăng độ bền và tránh mối mọt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu có ý kiến gì mời mọi người hãy để lại bình luận dưới video nhé. Và bất cứ khi nào mọi người có nhu cầu xây nhà thì hãy đừng ngần ngại mà liên hệ tới em Dung qua số hotline 0949 423 009. Em xin cảm ơn.